Chúng ta cũng chuyển sang một dạng toán. Đầu tiên là dạng toán số 1, thể tích của khối chóp. Và chúng ta sẽ đi vào một luận ví dụ. Ví dụ 1 là người ta cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, và người ta cho luôn SA bằng A căn 2 nhé. Thể tích của khối chóp đã cho bằng bao nhiêu trong bốn đáp án này? Thì đây là bài toán rất cơ bản thôi. Các bạn có thể vẽ hình hoặc là không vẽ hình cũng được. Thầy sẽ vẽ hình cho các bạn nào mà chưa hình dung được nhé. Đấy. Khối chóp SABCD, ABCD là hình vuông rồi, cạnh A nhé. Đấy, vậy tương đối thôi. Đấy, SABCD. Đây là một cái mô hình rất thường gặp đúng không? Mô hình rất cơ bản. SABCD, đó, thấy chưa? Chiều cao chính là cạnh bên vì SA bài toán cho là vuông góc với đáy rồi. SA vuông góc bằng phẳng đáy nhá. SA thì bằng A căn 2 rồi, có nghĩa là chiều cao ta biết rồi. Mà cạnh đáy bằng A rồi, các cạnh bằng A hết nhá. Thì ta sẽ tính được diện tích của hình vuông đúng không? Diện tích hình vuông S của ABCD. Diện tích hình vuông sẽ bằng cạnh bình phương, có nghĩa là A bình phương nhá. Chiều cao H của chúng ta sẽ bằng SA bằng A căn 2. Đó. Như vậy chúng ta hoàn toàn đơn giản để tính thể tích của khối chóp. V chóp V của SABCD. Đấy, bằng 1/3 SA nhân với lại S của ABCD. Đó, thì bằng SA bằng A rồi. SA bằng A căn 2 rồi. Nhân A là A bình, là A bình nhân A thì ta viết thành A mũ 3 luôn nhé. A mũ 3 căn 2 trên cho 3. Đây là bài toán khởi động cơ bản nhất để các bạn nhớ lại lý thuyết nhé. Như vậy trong bốn kết quả kia thì ta sẽ chọn được đáp án B là A mũ 3 căn 2 trên 3. Đó, rất đơn giản.